Mai xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 50m² thiết kế và xây dựng là 3 tầng sân cổng riêng, vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai Hà Nội. Với căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, sân riêng thực tế trước nhà, ngõ ô tô nhỏ vào tới tận cửa. Nếu như ô tô 7 chỗ thì cách nhà 50m quý vị nha. Với căn nhà này là nhà xây mới hoàn toàn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn theo đúng hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với phần cổng riêng của ngôi nhà thì chủ nhà có thiết kế một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, hướng nhà hướng đông nam, rất là thoáng và mát. Với vị trí này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại thuận tiện. Vị trí Đại Thành Quốc Oai, để mà nói tính từ vị trí ngôi nhà này, thì xung quanh của nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường Đại học Phenica. Giao thông đi lại tương đối là thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường Đại học Phenica khoảng tầm 5 đến 6 km. Hiện tại em đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà với diện tích rộng cho nên thiết kế sân riêng để xe. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, hoàn thiện cơ bản xong 100%, sáng mua, chiều về ở. Với phần hoàn thiện thì đầy đủ hết hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Không gian phòng khách tương đối rộng và thoáng. Mời quý vị theo trận Ngọc Ánh tiếp theo vào trong không gian phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này không có lỗi phong thủy, không thóp hậu, không đường đâm, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên ngõ này không phải là ngõ thông, nhưng căn này cũng không phải là căn cuối cùng của ngõ mọi người nha. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phòng bếp ở đây thì quý vị có thể kê một bộ bàn ăn 6 ghế tương đối là hợp lý. Rồi là trong phần phòng bếp thì có cửa sổ thoáng, tủ bếp hoàn thiện xong 100%. Tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, xung quanh bếp thì là ốp kính và mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt xong hết đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ cho quý vị. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Cùng dự án này 5 căn chỉ còn duy nhất một căn này thôi mọi người nha. Còn duy nhất một căn. Đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Quý vị nào đang tìm nhà diện tích rộng, sân cổng riêng, ô tô gần tới nhà thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị tham khảo nhé. Với phần hoàn thiện ngoài phần để xe này, phòng khách này, phòng bếp này thì tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng granite. Mời quý vị theo chân nói lên khám các tầng tiếp theo. Xem ngôi nhà diện tích 50m, thiết kế 3 tầng, công năng sử dụng liệu có đủ cho một hộ gia đình sử dụng hay không? Và với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng cho quý vị. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ hướng vào phía bên trong của ngôi nhà. Đây. Phòng ngủ thuộc thiết kế rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Trong phòng ngủ thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Cửa phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ. Hành lang đi giữa các phòng tương đối rộng. Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ hướng đông nam. Có ban công mở thoáng hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với cái căn nhà này thì xung quanh chợ trường phường trạm tiện ích đầy đủ. Đại Thành Quốc Oai thì nó là một cái huyện còn tương đối là nhiều quỹ đất cho nên quý vị hỏi là tại sao căn này nó lại có diện tích 50m mà bên Hà Đông thì chủ yếu là 30m. Bởi vì hiện tại thì với cái quỹ đất ở bên này nó còn nhiều và bên Hà Đông thì nó ít hơn mọi người ạ. Và bên Hà Đông thì giá của nó cao hơn. Đây. Phòng vệ sinh ở tầng 2. Sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Trong phòng vệ sinh này thiết kế đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên tầng 3 thì có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế hoàn toàn là gỗ. Và trên tầng 3 thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Một phòng ngủ. Đây.
Phòng nào thì chủ nhà cũng thiết kế đầy đủ cửa sổ ánh sáng thông thoáng hai lớp, an toàn, rồi là ống chờ để lắp đặt sẵn điều hòa. Này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3, đáp ứng đúng đầy đủ công năng sử dụng, diện tích 50 m², 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây là phòng thờ. Và phần còn lại sân phơi. Nói chung là một căn nhà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phần sân phơi cũng tương đối rộng và thoáng. Với giá bán cụ thể em sẽ để dưới phần bình luận. Thông số nhà cũng vậy, mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.